cho bệnh nhân Trịnh Văn Cao Nguyên mắc viêm khớp dạng thấp. Thưa quý vị, viêm khớp dạng thấp hay còn gọi là viêm đa khớp dạng thấp là một bệnh lý mãn tính do rối loạn tự miễn trong cơ thể gây nên, xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào các mô trong chính cơ thể. Bệnh gây viêm, đỏ, sưng dẫn đến đau, sờ cứng và sưng khớp, phần lớn là khớp tay, khớp lưng, khớp bàn chân và khớp gối. Viêm khớp dạng thấp không chỉ phá hủy, làm tổn thương đến hệ khớp mà còn có thể làm tổn thương đến cả hệ thống cơ thể, bao gồm da, mắt, phổi, tim và mạch máu. Không giống như tổn thương hao mòn của viêm sưng khớp, viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đến niêm mạc khớp của bạn, gây sưng đau, cuối cùng có thể dẫn đến sói mòn xương và biến dạng khớp, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày như viết, mở chai lọ, mặc quần áo và mang vác đồ vật. Viêm khớp mắt cá, khớp gối hoặc khớp bàn chân có thể gây khó khăn cho bạn khi đi đứng và cúi người. Cứ 100 người trưởng thành thì có 1 đến 5 người bị viêm khớp dạng thấp. Bệnh thường phổ biến ở những người có độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Trong số đó, bệnh nhân nữ, đặc biệt là phụ nữ trong thời kỳ mang thai, nhiều gấp 2 đến 3 lần bệnh nhân nam. Bệnh diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề, do đó cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, điều trị tích cực ngay từ đầu bằng các biện pháp điều trị hữu hiệu để làm ngừng hay làm chậm tiến triển của bệnh, hạn chế tàn phế và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Nguyên nhân bệnh viêm khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp xảy ra khi hệ thống miễn dịch bị tấn công, synovium, lớp màng của màng bao quanh khớp, dẫn đến viêm. Kết quả làm dày synovium cuối cùng có thể phá hủy sụn và xương trong khớp. Ngoài ra, các gân và dây chằng giữa các khớp với nhau cũng bị giãn và suy yếu, khiến cho khớp bị biến dạng và mất tính liên kết. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa biết được nguyên nhân viêm khớp dạng thấp là gì dẫn đến tình trạng rối loạn miễn dịch này. Tuy nhiên, yếu tố di truyền có thể có liên quan vì một số gen mặc dù không trực tiếp gây ra bệnh nhưng có thể khiến bạn nhạy cảm hơn với các yếu tố môi trường, chẳng hạn như nhiễm một số vi khuẩn hoặc virus nhất định và từ đó có thể làm khởi phát bệnh. Thưa quý vị, viêm khớp dạng thấp hay còn gọi là viêm đa khớp dạng thấp là một bệnh lý mãn tính do rối loạn tự miễn trong cơ thể gây nên, xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào các mô trong chính cơ thể. Bệnh gây viêm đó. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.